Và chúng ta sẽ demo cái folder layout. Folder layout của mình thì sẽ tạo new một cái class mới. Demo folder layout. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ demo border layout chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức để chuẩn bị giao diện, và trong cái phương thức này chúng ta sẽ kế thừa ha extend reframe. Và tương tự thì các bạn sẽ có là this.set size ví dụ 500,200, this.set location null, this.set default reframe chấm exit on close. Rồi gì nữa nào, cần gì nữa không? Layout của mình sẽ là border this chấm set layout là new border layout, new border layout. Rồi ok. Và cái nữa là this.set visible true để cho nó hiển thị lên. Bây giờ mình sẽ có 5 cái nút, và 5 nút này của chúng ta sẽ đặt bên trong cái border layout. Như vậy chúng ta sẽ có 5 vùng ở đây. Mình sẽ có Repetum BTN now phải sao center à, chết quên có. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ có phần border layout. Như vậy, thầy đang có là btn sao, thầy sẽ thêm nữa là ptn edge. Rồi, btn width. Btn center. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái nút ở đây. Ok. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là mình sẽ khởi tạo các cái nút BTN Center bằng new G Pattern sẽ dán cái center vô đây btnh bằng new repattern btn now bằng new repattern btn quét bằng new repattern btn gì nữa, etc.
rồi now sao ok bằng new repatham rồi bây giờ mình sẽ add các cái nút này vào và mình add nó nằm ở vị trí nào ha. Như vậy thì mình sẽ có this.add cái component của mình vào. Đó, add cái component của mình vào là btn. Ví dụ như là mình add center đi. Thì nó có thêm một cái tham số các bạn cần lưu ý ở cái phần này. Đây chúng ta sẽ add vào ha. Đó. Ví dụ là người ta kéo thả, còn mình thì khi mà mình tạo ở đây thì mình sẽ add vào để xem thử là cái bài của mình nó sẽ như thế nào. Các bạn cứ add vô trước đi. Rồi mình sẽ điều chỉnh. This.add ptn now this.add btn show this.add btn add this.add btn wait. Rồi, xem thử chuyện gì xảy ra. Mình sẽ có main demo border. Demo border bằng new demo border. Rồi, các bạn thấy là hiện nay đối với lại các cái nút của chúng ta, khi mà mình add vô như vậy đó, thì cái nút cuối cùng nó sẽ được add trên cùng. Đó. Và mình không thấy được các cái đối tượng của chúng ta. Cái nút cuối cùng thì nó add trên cùng. Nhưng mà mặc dù là mình đã để là folder layout, nhưng mà các cái nút của chúng ta mình cũng không thấy. Yeah. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái phần nữa là set cái vị trí. Set cái vị trí cho các cái nút. Cho nên là ở phần này chúng ta sẽ chú ý thêm một cái chữ nữa mà chúng ta quan tâm. Như vậy ở trong này thì đối với lại bạn center này, chúng ta sẽ sử dụng cái folder layout.center. À, đối với bạn này thì folder layout quên thầy bị nhầm chỗ đây ở dưới này folder layout chấm center rồi ok chỗ này chúng ta sẽ folder layout chấm now chỗ này chúng ta sẽ là folder layout chấm sao border layout chấm edge
www.borderlayout.wix. Thôi, chạy lại. Đó, các bạn thấy chưa? Và các cái nút của chúng ta nó đã đặt đúng vị trí. Và bây giờ mình cho các cái nút này nó giãn ra để hai nút nó gần nhau nhìn kỳ quá. Thì ở chỗ cái phần new layout này của mình nè, mình sẽ cho kênh lề vào. Mình sẽ cho kênh lề vào theo chiều ngang, theo chiều dọc. Ví dụ như ở đây mình cho kênh lề theo chiều đứng là 10 đi. Bên này là 10. Như vậy nó sẽ giãn dòng và giãn cột ra cho chúng ta. Các bạn thấy nó giãn ra chưa? Đó. Khoảng cách giữa các đối tượng của chúng ta nó sẽ giãn ra. Các nút nó sẽ giãn ra. Nhìn thấy nó sẽ dễ nhìn. Như vậy thì nếu như mà một cái form mà bạn thiết kế một cái giao diện nào đó mà nó có cái dạng là kiểu như thế này thì bạn sẽ sử dụng border layout. Bây giờ giả sử đi, mình thiếu một cái, mình thiếu cái west, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thiếu thì cái center nó đẩy đẩy thẳng ra luôn. Rồi giả sử như mình thiếu thêm một cái nữa là sharp, bỏ luôn. Được chưa? Đó. Tự động nó dàn ra. Như vậy các bạn đã hình dung được là border layout thì nó có 5 vị trí để mình thêm đối tượng, 5 vị trí để thêm đối tượng. Được chưa? Thì các bạn sẽ test lại đối với lại cái folder layout của mình.